Ngày xuân vui quá, ta lên chốn thiên nhai, làm ly rượu để ăn bánh chưng chơi, rồi karaoke nữa, cùng các em vui chơi. Nè, nói gì vậy? Không dám, không dám nó giỡn chơi với thằng Tảo. Coi kìa, một năm qua kìa, ngó cái bụng đi. Ôi trời ơi, cái bụng bự. Cái bụng bự đó là bụng bự tại mới táo ông táo bà cái vụ đi ca hát rồi ăn uống hoài cái bụng bự quá mất cỡ che nói sao đi bấm báo đi Ngọc Hoàng đã trễ đó. Dạ báo cáo dạ Ngọc Hoàng ra Ngọc Hoàng xin lỗi nha. Dạ thưa Ngọc Hoàng thượng đế, chúng con ở Cali thủ đô dân cư gì nó lộn lại nha. Dân di cư là VNTV 57.3 Orange County 16.10 San Jose 26.9 La Vegas. Muốn là dân tị nạn qua Mỹ làm ta hình làm truyền hình. Chúng con làm truyền hình để những chuyện linh tinh từ tình hình thế giới xảy ra ở khắp nơi đến chuyện tại Hoa Kỳ, chuyện chính chỉ là kỳ, chuyện người Việt độc đáo ấy là độc đáo. Bẩm báo ấy là bẩm báo, thế giới năm qua đại họa ấy là đại họa, người chết như là cũng bởi tại Covid. Cô là thần chết tung hoành khắp địa cầu, tuy không ở lâu nhưng nhiều người bị giết, nước Mỹ đứng trên hết, 64 triệu người dính chấu, hơn 800.000 đầu lâu, đa số dân lo lắng vì một số bắn nhắn, cứ chống chích vaccine, kể cả nhân viên vệ sinh cũng biểu tình chống chích, thế là còn Covid xông lên chết ào ào. Thế giới này văn minh, gặp những chuyện tày đình thì xuống nhau giải quyết, để vaccine trên hết, chích hai mũi chưa an, sợ Covid lộng hành, chích thêm một mũi bộ tốt, thế là vừa kịp lúc làm con Omicron thì vẫn chạy London thì không còn tác quái. Dạ bẩm hoàng đế, bây giờ con xin kể chuyện vua tiền thật gầy, hắn đang tâm cướp nước Ukraine đất Crimea, bây giờ lại lâm le đem quân xâm chiếm lấy cả đất Ukraine ấy. Mỹ NATO hoảng kinh, cũng đem quân bộ binh dàn qua cả Âu Châu, phòng Putin làm bậy. Cũng cùng mục đích ấy, tên tập đi khắp nơi, mua đất mua cả người, tầm đầy tới cho hắn. Tên tập thật quá lắm, dễ cái đường lưỡi bò, ngăn cả đường ra vô cả toàn Đông Nam Á, tập cho toàn người lạ, phong tỏa cả Biển Đông, khiến Việt Nam phập phồng, là nhún nhường xuống nước. Xin đại ca dừng bước, em xin dân đại ca và tỉnh thành bao la, vẽ lại đường biên giới, nhờ đại ca cứ tới, chờ dần mất Việt Nam. Ôi đau lòng. Thôi thế coi như xong, thần đây hết nước mắt, xin ngài thương tìm bắt mấy tên cộng bán nước, đem về trời xử trước, rồi đầy xuống Diêm Đình cho chúng chịu cực hình, đáng đời quần bán nước. Bán nước ấy là bán nước, chúng thần cứu ở đây, mong Ngọc Hoàng ra tay giúp dân Việt hồi phục. Xin kêu bye bye Ngọc Hoàng nha. Chúc Việt Nam sang năm mới độc lập tự do, hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều ấy là thật nhiều.